Em học viên tháng 4 của 2021, thì từ đấy đến giờ em bắt đầu kinh doanh nước hoa. Ở đó có một cái xây dựng xong một cái fanpage, em bắt đầu bán hàng được khoảng gần 2 tháng. Từ đấy đến giờ thì chính xác được khoảng 45 ngày, thì bây giờ cho đến giờ thì tổng số đơn em bán cũng được khoảng gần 60 đơn. Thì hiện tại giờ em lại đang có một cái khó khăn trong việc làm thế nào để tăng trưởng, để phát triển được cái mô hình của mình. Và bởi vì thời gian của em nó rất là ít, thời gian này em làm thêm, nói thật có thể là em làm trong môi trường nhà nước nữa, cho nên là cái việc em cũng hay phải trực nhiều. Thì chỉ có hôm nào mà em nghỉ một tuần độ khoảng 3-4 buổi tối em nghỉ, em về bán hàng. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì đi làm thì em hẹn khách, đến lúc hôm em về nghỉ thì em đi bán hàng và ship hàng cho khách. Quỹ thời gian em rất là ít, nhưng mà trong hơn một tháng vừa rồi em bán được hơn 60 đơn, nhất là 20 tháng 10 vừa rồi. Trong mấy ngày 20 tháng 10 vừa rồi em làm cái gói quà tặng là em bán được bằng cả cái tháng trước. Em cũng chưa 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 dám chạy quảng cáo, mặc dù là em biết là bây giờ có thể chạy quảng cáo cái fanpage của mình là được rồi, có người mua, nhưng mà vì quỹ thời gian quá ít em cũng muốn hỏi hai thầy là làm có một cách nào đó để mình thuê người và quản lý được cái con người của mình nó tốt hơn, để em phải mở rộng ra được không ạ? Rồi, ok. Bạn tự tin về cái sản phẩm của bạn và bạn tự tin vào cái fanpage của bạn rồi đúng không? Dạ vâng. Theo Rồi, như ok. nhiều người đánh giá thì tức là em cũng cho nhiều người xem fanpage của em, nhiều người đánh giá thì mọi người bảo là chạy quảng cáo được rồi. Rồi, cái chuyện chạy quảng cáo mình tính sau đi. Nói chung là bạn tự tin vào cái sản phẩm là mình mừng rồi. Và thứ hai, bạn chăm sóc khách hàng mà bạn chốt được đơn vậy thì cũng là tốt rồi, mà mới, người mới. Ok. Nếu vậy thì bây giờ bạn hợp tác với một trong những bạn nào ở trong lớp học này, bạn nó sẽ chăm sóc khách hàng giùm cho bạn và chốt đơn, và cuối cùng là lợi nhuận chia đôi. Bạn nghĩ sao? Cái cũng có thể ạ, nhưng mà riêng cái đặc thù của nước hoa anh ạ. Nước hoa thì trong số 60 đơn vừa rồi em bán thì phải có hơn một nửa là người ta đến tận nhà người ta ngửi mùi, tức là người ta mua nước À, hoa người ta phải thẩm mùi trước ấy. mà nước hoa mình có Sao nước hoa thật chứ ạ? à, Bởi vì em rất là mê nước hoa, em thích nước hoa từ 6 năm nay rồi, em dùng nước hoa nữa. Thì em nhập, mới đầu em bị nhập hơi đắt, bởi vì em nhập qua một cái người bạn dẫn dắt em vào, nhưng bây giờ em nhập cũng bắt đầu có 2-3 nguồn hàng. nhập của nước nào? Bây giờ hiện tại giờ nước có nhiều nguồn lắm, nhưng chủ yếu từ châu Âu ạ. Em biết cách phân biệt nước hoa thiệt, nước hoa giả không? Nước hoa em phân biệt được một số chai, bởi vì nước hoa nó nhiều nhiều hãng, nhiều rất nhiều, em cũng không thể nào phân biệt hết được. Tức là em nhìn cái chai của em thì mà nhìn những cái chai khác nó không giống chai của em thì em biết đấy. Nước hoa nó hàng chục thương hiệu, mà mỗi thương hiệu nó hàng chục chai, lại còn nhiều kích cỡ khác nhau. Mà lỡ mà mấy người mà đưa hàng cho em bán á, mấy người đó người ta ví dụ như trong 10 lô hàng mà người ta gài em khoảng một hai lô hàng, em biết sao biết Đấy cũng là cái rủi ro đấy. Em rồi. cũng đã nghĩ đến trường hợp đấy rồi, chưa biết là Bây cũng giờ là theo kiểu niềm tin thôi ạ. phải làm sao để khắc phục chuyện đó? Em cũng đang tính là sau này nếu em mở rộng thì có một cách làm khác. Cái lợi thế của cái cách này tức là mình sẽ có bill, mình sẽ có hóa đơn từ bên đấy, từ bên Pháp, Đúng rồi, và chính mình sẽ xác. không phải cạnh tranh về giá nữa. Em liên lạc với mấy bạn đang học ở bên cái nước mà em muốn á, ví dụ như ở bên Úc này nè, mình có một số bạn cũng học lớp bán hàng luôn nè, mấy bạn đó cũng đang đi làm mấy cái này cho mấy bạn ở bên Việt Nam. Thì mấy bạn đó, thứ nhất á, là mấy bạn nó săn những cái món hàng, ví dụ như bên này nó có những cái mùa mà nước hoa hay là những cái sản phẩm khác nó có thể giảm giá 30-40%, thì các bạn nó sẽ biết và các bạn đã nói cho các bạn bên Việt Nam biết là cái mùa đó giờ đó nó sẽ có giảm giá, mọi người tranh thủ lúc đó thì hãy nên mua nhiều một chút xíu, còn bình thường mới bắt đầu làm thì bắt đầu khách đặt tới đâu thì mình làm tới đó thôi, không khuyến khích ôm hàng. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn mua đồ giảm giá thì nó sẽ có đợt nha, ở nước ngoài thường thường nó sẽ có đợt. Và cái thứ hai á, thì mình khuyến khích là mua theo gọi là bill, chắc chắn cái tiền bán nước hoa này nó chưa đủ cover tiền lương rồi đúng không? Không ạ, nếu chính ra nếu nếu tính là tháng đầu tiên em bán là được một tháng lương rồi. À, ok, được tháng lương. Vâng. Rồi nếu mà nó mà gấp 3 lần, gấp 5 lần, gấp 10 lần, có nghĩ làm Giờ em có ba vấn đề. Vấn đề thứ không? nhất là cái thương hiệu, vấn đề thứ hai là tuyển người, vấn đề thứ ba là vốn.
đúng chưa? Vâng. Cái thương hiệu là em chưa nhìn thấy. Ai là Vâng. người làm ra cái bay này từ đầu đến cuối, thiết kế mọi thứ, em là Dan Z hay là ai là người làm? Tất cả mọi thứ là em làm hết ạ. Không có ai giúp em cái này. Tại sao domain em không mua? Tên miền đấy ạ. Giờ anh vô anh mua domain anh bán lại em vài bữa, đợi 5 hay 5 nữa em phát triển bán lại em thì sao? Đấy em cũng chưa 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 làm được. Sao chưa làm được? Em học từ tháng 4 thì là em chưa có hết bài rồi. Vâng. Em mua Mua. domain có 200 mấy ngàn một năm à. Cố gắng chiều tối nay tìm cách mua đi, mua với em mà. Mấy ông khác đang ngồi nghe đừng mua, tội nghiệp công nha. Cả em thấy có thằng bạn em nó là bán sữa tăng cân, nó bảo là lần trước nó làm cái đăng ký cái ở trên Google, tức là khi người ta ví dụ sữa, người ta có sữa tăng cân tại Bắc Ninh, nó lên trang, nó lên địa chỉ đầu tiên, nó lên cái đường trên cùng của hay công cụ Google xuất. em Thì cái em cũng chưa biết làm về cái đấy, cái kiến thức về online của em thì hơi yếu. đó và thủ tục sale của bên lớp marketing rồi, nhưng mà những cái hình ảnh này em chụp em design là em làm hết đúng không? Em làm hết, em tự Đó, chụp. vì rõ ràng là em biết vi tính mà. Vâng, nhưng mà em về cái sale về marketing này em yếu, cái đấy là em yếu, về công nghệ là em yếu Thì thôi. cái gì cũng phải Còn học chứ, bây giờ sao giờ, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Giờ mình dẹp qua những cái chuyện đó đi, giờ để biết ba cái vấn đề kia trước đi. Còn cái marketing thì em học lớp marketing, hoặc là em kiếm ai dạy marketing em học chứ, yếu thì học thôi chứ, à. chuyện thường mà. Rồi, Rồi chắc sắp sắp nên tới điều em đã đăng ký lớp marketing. nên điều thứ nhất nha, cái logo vô cái fanpage của em là đã thấy tin tưởng rồi, mà em không mua cái domain trong nguyên chấm cơm là cái rẻ nhất mà em chưa mua nữa, một cái sai lầm rất lớn. Thì cái về cái avatar và cái cover Zalo của em là ok rồi. Đó là lý do tại sao em mới bán có 45 ngày mà em chốt được một cái đơn bằng cả tháng lương của em á, đầu tiên á. Và cái cách này á là tại sao nãy giờ là gần giờ 3:40 mà vẫn đang nói chuyện với em chưa qua người khác, đang ghi đang có hàng hỏi, là tại vì mấy bạn cũng làm như bạn công này là bán được hàng ha. Tại sao nãy giờ anh muốn thích em là cái một đó là em bị thiếu cái domain nè, cái thứ hai là tuyển người nè, cái thứ ba là vốn nè. Đó, mình phân tích kỹ tại vì mấy bạn khác làm nó cũng sẽ gặp y chang tương tự như vậy à, chứ không phải là đang lãng phí thời gian của lớp, mà là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nãy giờ đang ngồi nói với em là mấy bạn khác sẽ áp dụng vô được hết. Vâng, em chia sẻ thêm một khoảng 1 phút rồi ạ. Thì nói thật với cả các anh là em là cũng mới từ tháng 4. Thế thì từ đợt đấy là em bắt đầu là chưa có một tí kiến thức nào về kinh doanh cả. Em làm trong nước gần 10 năm rồi, chứ em rất trước khi em rất ì ạch. Sau khi xem các clip của anh Quang Lê và anh Tâm, và cái tháng 4 em có hỏi anh Quang Lê, nhưng hồi đấy em chưa làm một cái gì cả. Cho nên là không biết anh Quang Lê còn nhớ không, em hỏi cái về bán nước hoa mà em làm về những cái câu chuyện xoay quanh đấy. Anh bảo em là phải cứ làm đi rồi mình tính tiếp. Thì từ đấy đến giờ em tìm tìm tòi cách đây khoảng, em làm đúng theo như 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 những cái mà trên forum dạy đấy. Thì theo cái phương châm là bạn bạn bán đấy. Thế thì mọi người bắt đầu là tin tưởng em, cũng cũng mua hàng của em nhiều, thì em cũng cảm thấy em tự tin em bán được hàng. Thì là em cũng 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 cảm ơn hai anh là đã chia sẻ những cái câu chuyện như thế. Cái thứ hai là cũng muốn là để mọi người, vì em mới thành công bước đầu thôi, nhưng mà ít ra là cảm giác là mình không chết yểu ngay từ ban đầu mà mình có thể phát triển được. Đấy là cái chia sẻ của em đấy ạ. Thế còn sau sắp tới những cái mà vừa hai anh vừa vừa trao đổi thì em cũng sẽ làm, tiếp tục làm, và có vấn đề gì thì em sẽ hỏi tiếp ở tháng sau ạ. Nó nha, nhưng mà tháng vô nha. Tại vì á, em mới làm 45 ngày, em học tháng 4 mà em làm nhà nước nữa, rất ì ạch. Mà em làm được như vậy là quá tuyệt vời. Có bạn vô hỏi tư vấn tháng sau là coi như là mất tích luôn. Giống như là chịu không nổi á, chịu không nổi nhiệt á. Và em cũng nản mấy lần định thôi đấy, nhưng mà thôi sau cuối cùng lại cứ xem các clip của các anh, cuối cùng là lại tiếp tục. Bây giờ đến với bước bán hàng rồi. Quá tuyệt vời rồi, em bán tháng đầu mà bán nhiều rồi, và chắc chắn là cái fanpage của em là ổn rồi. Bây giờ em chỉnh lại như cái ý đầu anh mới nói là cái thương hiệu em là tạm ổn. Em phải làm cái bước 2 mà mình nói đi, 2A 2B đó, em làm sẵn bước Vâng. đi. Và tháng sau vô hỏi tiếp về những câu cho tuyển người. Tại vì á, những kiến thức mà tuyển người này á là chỉ ông lớp kinh doanh làm chủ thôi, nhưng mà các bạn bán hàng mà đi tới đó là mình sẵn sàng mình chia sẻ tiếp, không chả vấn đề gì hết. Miễn sao chịu đi rồi mình chịu chỉ à. Vì em muốn chia sẻ với bạn Công á, bạn Công tí nữa có cái vấn đề gì mà về về vốn nè, về tuyển người á, thì liên hệ với Hải đi, Hải Hải chia sẻ, tụi mình nói chuyện với nhau. Tại vì trước đó
cái kỳ trước em có hỏi mấy anh á là về cái phần mà tuyển dụng nhân viên á, cái đó thì bây giờ em làm được rồi, thì mà công có cần á thì liên hệ với em mà em chia sẻ lại cái đó. Mình nói thiệt luôn á, bạn Hải là cái bạn mà tận dụng hai cái lớp học này gọi là đáng lẽ phải đóng thêm tiền á, nó giỡn không tiền đâu. Tại sao mình nói điều đó? Tại vì bạn Hải tìm được partner và tìm được khách hàng rất nhiều trong hai lớp này. Dạ đúng rồi. Tại vì mình thật sự rất là thấy rất là mấy bạn mà tham gia những cái group trên Facebook á, lên đến cả 500, cả 1.000 mà toàn là những người mà biết về tuyển dụng và bán hàng. Và bạn Hải đang là tận dụng được cái tệp khách hàng cho nó rất là tốt. Các bạn hãy nhìn cách bạn Hải đang làm á, là bạn Hải bây giờ đã làm, đã có tiền rồi, nhưng mà buổi học nào của nó cũng vô á, để chi? Săn mồi chứ chi? Đúng hả? Cũng gần đúng hả? Gần đúng, tại vì bây giờ thực sự thì khách hàng em cũng nhiều. Nói chung là em vượt qua được cái mức mà để tồn tại á là nhờ rút của mình rất là nhiều. Nhưng mà kiến thức thì phải luôn luôn học. Với lại là mấy bạn chia sẻ thì mình cảm thấy đồng cảm với cái lúc mà mình mới bắt đầu tham gia thầy. Rất là giống với mình lúc đầu. Bây giờ cũng muốn chia sẻ lại. Là trước khi Hải tham gia lớp quản lý tài chính là lúc đó em mong chưa biết gì về thể dục luôn hả? Lúc đó em cũng có dùng, nhưng mà cái thẻ của em nó hạn mức thấp lắm. Với lại là người ta thường những cái ngân hàng hay là những cái thẻ mà có cashback á, thì em không đủ điều kiện. Em không đủ điều kiện để mở. Rồi sau đó rồi em bắt đầu là đi dùng theo cách là mua hàng dùm người ta để mình nâng cái lịch sử tiêu dùng của mình á. Em học theo cách đó. Rồi từ từ em mới được sử dụng em mới được cấp được những cái thẻ tốt hơn. Công là nên liên hệ Hải nha, tại vì Hải là hiểu những gì nãy giờ mình nói nè, mình nói là tại sao tháng 4 không chịu đi làm thẻ nè, mà bây giờ mới ngồi là suy nghĩ rằng là phải ra mở thẻ lớn nè. Hải cũng phải từ cái thẻ nhỏ mới đi lên được chứ. Dạ. Hồi đó là em làm kế toán, mới đầu em làm kế toán, lương có 6 triệu, người ta cấp được cho cái thẻ 15 triệu, là mừng lắm rồi. Cái vốn hồi đó là mới 15 triệu thôi, sau đó mới mở ra được 2-3 bank nữa mới được 50 triệu. Như công bây giờ mở một thẻ mà 50 triệu là quá tuyệt vời. Quá nhiều mình luôn á. Quá nhiều luôn. Sau 6 tháng là người ta sẽ nâng cho mình lên 7-80 triệu, mình có thể mở được tối đa 5 thẻ là được, cũng được 4, cũng được 2-300 triệu rồi, nhiều lắm rồi. Là làm thoải mái thôi, sướng. Cho em hồi xưa đâu được vậy đâu. Làm nhà nước rồi còn dễ mở thẻ nữa, 50 triệu là được rồi, xài một năm là bắt đầu nó lên. Dạ rồi, em cảm ơn, em chỉ cần hỏi mấy cái đó thôi, em hỏi ba cái đó thôi. Dạ em thông suốt rồi, em cảm ơn hai thầy.